Xin kính chào quý vị và bà con. Trong đêm nay và ngày mai, khối không khí lạnh từ phía Bắc bắt đầu dịch chuyển xuống nước ta. Tuy nhiên, cường độ yếu và lệch đông nên trong 3 ngày tới ở Bắc Bộ sẽ có mưa nhỏ về đêm và sáng, nhiệt độ giảm nhẹ. Về nhiệt độ, thấp nhất về đêm và sáng sớm phổ biến từ 16 đến 19 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ. Mức nhiệt cao nhất trưa chiều mai ở khoảng 22 đến 25 độ, khu Tây Bắc có nơi từ 26 đến 28 độ. Thưa bà con, thời tiết nhiều mây, có sương mù, độ ẩm không khí cao, khiến cho nấm bệnh phát sinh và lây lan mạnh. Trong đó, bệnh sương mai là loại bệnh gây hại đến tất cả các bộ phận của cây trồng, làm giảm năng suất cây trồng. Bệnh thường gây hại nhiều ở các loại cây trồng họ bầu, bí, mướp, dưa leo, dưa hấu, vải. Bệnh có thể khiến cây lụi toàn bộ trong khoảng từ 7 đến 10 ngày. Để phòng và trị bệnh, bà con lưu ý tránh trồng dưa leo chung với các loại cây trồng như là bầu bí và các loại cây thân leo, bò khác. Lên luống cao, chọn đất trồng để đất thoát nước. Bà con cần thường xuyên tỉa bỏ bớt các lá già dưới gốc và lá bệnh, tiêu hủy các cây lá bị bệnh. Khi trời có mưa, bà con nên hạn chế bón phân ure, tránh bón phân chuồng tươi chưa ủ mục sẽ dễ gây nấm bệnh hại trên cây trồng. Khi phát hiện dấu hiệu bệnh, bà con có thể dùng một số thuốc theo chỉ dẫn để phun luân phiên cho cây. Trở lại những thông tin thời tiết cho các tỉnh miền Trung cũng chịu ảnh hưởng của không khí lạnh nên khu vực phía Bắc miền Trung về đêm và sáng có mưa nhỏ rải rác, còn khu vực từ Quảng Bình đến Phú Yên có mưa rào vài nơi. Ở phía Nam, khu vực Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận ban ngày trời có nắng, chiều tối có mưa ở một vài nơi trong thời đoạn ngắn. Kết lại bản tin hôm nay là dự báo nhiệt độ các khu vực trong đêm nay và ngày mai. Xin chào và hẹn gặp lại!